mấy con mụn mà nó gọi là nó siêu siêu già. Nãy đi ra xin mẹ không mẹ? Có đó vậy thôi đó, đúng không? Rồi hãng xí đi, làm cho cái mặt lát lát một xíu. Cái da này nó hôm nay hết hẳn á, thì chưa thể nào hết hẳn, nhưng mà nó láng. Ok, rất láng nha. Thì mụn em cũng già khá là nhiều. Thì xong hết chưa mấy đứa? Em có lịch nghỉ Tết chưa? 26 mới được nghỉ. 26 hả? Dạ. 26 Tết đó hả? Dạ. Thi xong mà nghỉ muộn hả mấy đứa hả? Hôm nay em thi xong rồi, mà học hết tuần sau. Bù đắp cho những ngày tháng không được đi học đó em. Nghỉ hết tuần. Hả? Mấy em đi học lại? Mùng 6 là chủ nhật mà em. Ủa, mấy không biết là mùng 7 mới là thứ hai. Vậy chắc mùng 7 mấy đứa đi học rồi đó. Thì mùng 6 là ngày chủ nhật, chắc chắn là phải được nghỉ. Bé tên gì ấy, em? Dạ Ngân. Ngân ạ. Ngân à. Mụn mới bị đây mà chị thấy lỗ chân lông nó hở hết rồi nè bé. À, cái này mấy nào em bị nhiều á, xong em skin care á, xong bé nó hết, xong cái dạo đây nó bị lại. À, không vậy là da em có mụn mẩn xưa giờ rồi. Nhưng nó không nhiều như vậy thôi đúng không? Chứ vẫn có mụn mẩn nhé. Chứ em hết mụn cách đây 1-2 năm chứ. Cái này bị lại. Em tính ra em vậy thì cũng sớm, mụn vậy thì sớm đó ha.
yếu to luôn á bé. À, trước chiên khe được hết mụn rồi, sao đợt này chiên khe mà vẫn bị mụn vậy nè? Em lười. Trời ơi, Tết tới nơi rồi sao lười được. Thì xiên em ạ. Rồi, cái bên mũi em bán xí xì, ngay chỗ này mấy dây à. Được. Ok. Quá trớn không, hai bên cánh mũi. Này mình rửa mình chữ T là phải để ý nha bé. Mọi người chữ T em nhiều lắm luôn á. Em không bị ngứa hả? Cái vùng này không bị ngứa hả? Cứ để vậy đó, để điều khiển, để từ giờ này, để từ điều chỉnh là mình điều chỉnh từ từ. Em nghi hả mấy em chị? Ừ, cảm ơn em.